chân dung chuyên nghiệp trên mạng xã hội nó sẽ cần phải có mấy yếu tố sau đây. Yếu tố thứ ba đó là cái năng lượng. Facebook là nơi chúng ta có thể chia sẻ được rất nhiều thứ. Các anh chị đang dùng Facebook của mình để thể hiện cho khách hàng thấy mình là một người bán hàng, một người tư vấn, nhưng mà cái năng lượng ở trong đó nó lại rất là tiêu cực. Lời khuyên của Duy là đừng có chia sẻ những cái bài viết, những cái nội dung mang tính chất là cái gì đó mà người đọc mà cảm thấy nó mệt mỏi. Yếu tố thứ tư của một chân dung chuyên nghiệp trên mạng xã hội đó là thông tin. Các anh chị sẽ phải là một người có ích với khách hàng. Thế nào là có ích? Có ích có nghĩa rằng là các anh chị sẽ cần phải chia sẻ những thông tin có cái nguồn gốc chính thống, rồi thông tin tin cậy, và những cái nội dung mà các anh chị đưa lại nó phải mang tới những cái giá trị tích cực cho khách hàng, giá trị mà giúp cho họ giải quyết được công việc của họ. Yếu tố thứ năm, đây Duy biết là một số các anh chị có chia sẻ về đời sống cá nhân của mình, thì cái lời khuyên của Duy là các anh chị hãy thực sự chọn lọc những thông tin gì mình chia sẻ ra bên ngoài. Nếu như đó là những hoạt động mà các anh chị nghĩ cảm thấy rằng là nó không thực sự cần thiết để chia sẻ trên mạng xã hội, bởi vì ở trên đó có khách hàng của mình, thì các anh chị đừng nên chia sẻ.